Nhưng bây giờ là em sẽ đến cái đoạn gọi là cực kỳ run. Đấy là mình sẽ đóng cái công tắc này. Xin chào tất cả mọi người nhé. Video mình làm thì sẽ không liên quan gì đến dao cả, bởi vì hôm nay mình chỉ muốn khoe một cái món đồ mình vừa mới order được ở trên mạng, cũng khá là hay, cũng là một chủ đề khá hay để chia sẻ với mọi người. Thì cái này nó chính là cái Automat chống giật này. Mình mua hai cái, giá là 885.000. Tại sao mình lại nói về cái này? Bởi vì mình tình cờ xây xong nhà rồi, bắt đầu mình mới xem được một cái video chia sẻ của một cái bác ở trên mạng về cái Automat chống giật này. Bởi vì nhà mình, mình không không hay xem về cái đấy, cũng không tìm hiểu, cũng không biết gì về cái này cả. Cơ bản là mình không nghĩ là có cái dòng này. Nhà mình thì chỉ dùng cái Automat bình thường của nhãn hiệu Sino gì đấy. Nó chỉ là một con MCB bình thường thôi, chống quá tải ngắn dòng cái gì đấy. Còn cái này nó có thêm cái chức năng là chống giật của Panasonic. Tại sao mình lại phải mua cái này? Mình mua cái này về mình tự lắp thôi. Còn các bác điện nước trước lắp cho mình là không dùng này và cũng không hề tư vấn cái này. Các bác ấy chỉ lắp những cái mà các bác ấy hay lắp thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ tình cờ mình xem là cái video của anh ấy chia sẻ thì mình thấy cũng hay, cũng có lý. Nên mình quyết định là mua về lắp và cũng tiện làm cái video này để chia sẻ lại cho các anh em mọi người. Những ai mà chưa xây nhà hoặc là xây rồi hoặc nhà có trẻ con có thứ mà đang không dùng cái Automat này có thể tham khảo. Bởi vì mình thấy nó rất hay, bởi vì nghe cái tên nó đã hay này, cầu dao tự động chống giật, bảo vệ quá tải ngắn dòng. Tức là sao? Tức là cái MCB bình thường của nhà em ấy thì khi nào hai dây điện nó chập vào nhau thì nó sẽ tự ngắt hoặc là bị quá tải. Tức là mình đun bếp từ chẳng hạn, đun nhiều bếp từ quá, dùng nhiều thiết bị điện quá, cái công suất nó lớn quá thì nó cũng tự ngắt. Còn cái dòng này nó có thêm một cái nữa, đó là chống giật, tức là khi bị giò điện ấy. Ví dụ những cái ổ điện, cái dây điện nó bị hở, nó giò tường, chẳng may các bác sờ vào tường đấy nó giật thì cái cầu dao này nó tự ngắt, còn cái loại kia nó sẽ không tự ngắt mà các bác sẽ bị giật. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Các bác nào mà bên kỹ thuật điện các bác biết hết rồi thì em không nói điều đấy với các bác làm gì. Em chỉ muốn chia sẻ với những ai chưa biết, bởi vì chính em là những người chưa biết đây. Em xem được cái video em rất hay và em quyết định là nó cũng đơn giản nữa, mình sẽ mua về mình tự lắp, bởi vì chắc là giá thành của cái loại này nó cũng khá là cao. Đối với một cái MCB bình thường thì nó chỉ tầm 100 200, nhưng cái loại này nó đắt gấp 4 gấp 5 lần nên là ít người tư vấn cho các bác. Nhưng mà thực sự thì rất cần thiết, nếu nhà các bác có trẻ con thì càng cần thiết hơn. Nhà em có trẻ con các bác ạ, cái thằng này nó cũng vừa mới lớn thôi, nó đang rất là nghịch ngợm. Đây cho các bác xem cái ổ điện đây các bác, đây là cái ổ điện mới bây giờ, nó cũng rất là hiện đại rồi, bởi vì nó chống đút tay vào, chống trẻ con đút tay vào, không như cái ổ điện cũ ngày xưa thì nó là cái lỗ tròn to đùng này, rất dễ đút, rất dễ chọc các cái đồ này vào. Nhưng mà ổ điện mới thì nó có cái lớp bảo vệ nên trẻ con cái tầm tuổi nhỏ nhỏ cũng khó mà chọc tay vào được, nó cũng khó mà chọc các cái thứ khác vào được. Nhưng mà cái thằng nhà em thì nó cũng lớn lớn, nó cũng nghịch rồi, nên là để bảo vệ hơn thì em sẽ mua cái Automat kia của Panasonic kia. Automat này nó là cái loại RCBO, các bác cứ search trên Google thấy. Thì ví dụ như mà thằng trẻ con ấy, thằng con em nó có chọc cái gì ở đây, nó cầm cái sắt nó chọc ở đây thì lập tức là cái cầu dao điện nó sẽ ngắt xuống, đảm bảo an toàn tính mạng. Đây nhà em có cái vợt muỗi, cái máy bắt muỗi, không phải cái vợt muỗi, nó cũng hay cầm que nó nghịch vào, nhưng mà cái máy bắt muỗi này này, cái dòng điện của nó nhỏ thôi nên là nó đấy, thỉnh thoảng nó lấy cái que sắt nó nghịch, nó chọc vào nó bị giật nhẹ phát là nó sợ, nó không không dám sờ vào đây, được bị mấy lần rồi nhưng mà vẫn 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 thích nghịch đấy. Bởi vì thỉnh thoảng nổ cái tạch cái nó sướng, nó ra nó nghịch,
thì đấy, từ cái đấy em thấy nó rất là nguy hiểm, chẳng may nó không nghịch cái này, nó lại nghịch với cái này, thì lúc ấy không còn cơ hội, không còn lần hai nữa. Thế là mình sẽ em quyết định đầu tư thêm tiền, thêm thời gian mình đầu tư vào để mình mua cái MCB RCBO chứ. Đây lại quay trở lại cái vấn đề này. Cái em RCBO này, cái này thì nhà em không bán nha. Không là các bác lại bảo em quảng cáo cho cái bọn Panasonic này, nhưng mà trong quá trình tìm hiểu của em thì em thấy cái này nó cũng giá thành nó cũng ổn ổn. Nói chung là vừa túi tiền của nhà nhà mình mà nó cũng thuộc cái hàng mới. Bởi vì trên thị trường bây giờ nó cũng nhiều loại lắm. Ví dụ như của Schneider hoặc của Mitsubishi đấy. Nó nhiều lắm. Và cả hàng gọi là bên Trung Quốc hoặc là hàng thậm chí hàng second hand, thì theo kinh nghiệm của em, theo em tìm hiểu trên mạng ấy, thì tốt nhất là mình nên mua mới. Của cái hãng nào nó càng nổi tiếng thì càng tốt. Như cái Panasonic này thì em thấy nó khá nổi tiếng bởi vì em đang dùng cái điều hòa của Pana, nó cũng nổi tiếng rồi nên là đồ của nó cũng an toàn mà giá thành của nó cũng phải chăng thôi. Chứ còn cái loại Schneider kia thì em search nó, những cái loại nó lên tới tầm 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 4 triệu, giá nó cũng khá là khủng. Nên nhiều các bác điều kiện kinh tế nó chưa được dư giả lắm thì mà vẫn muốn bảo vệ an toàn cho gia đình mình thì mình dùng cái loại này thôi. Như của em đây hai cái là hơn 800, hơn 400 một cái này thôi là cái cũng bình thường. Đấy cũng ok. Mà dùng cũng hàng lại hàng chính hãng, hàng mới. Còn nhiều bác lại đi mua hàng hàng gì nhỉ? Hàng second hand, hàng gọi là hàng Nhật bãi. Cái đấy thì mình chất lượng về lâu về dài thì mình không nói rõ được nó là tốt hay không tốt. Bởi vì nó đồ điện tử nó hên xui lắm. À, mình mua hàng mới đôi khi nó cũng có thể nó hỏng ngay mà. Nhưng mà dù sao thì mình đã xác định dùng cái loại này để làm gì? Để cho nó an tâm cho cái gia đình mình, vừa là an toàn bảo vệ gia đình, vừa cái tâm lý của mình nó sẽ an tâm hơn. Đấy, thì mình nên, nên bỏ ra để mua hàng mới tinh như này. Nó vừa có đảm bảo hơn, không biết có bảo hành không nhỉ? À, em nghĩ là nó đảm bảo hơn. Thì đây là cái mã của em đã mua, các bác có thể tham khảo hoặc là mua các cái mã khác của Schneider gì, của hàng Mỹ hàng Nguyết gì, hàng Đức hàng Mỹ gì, giá hơn 1 triệu 2 triệu đấy thì tùy các bác. Còn như nhà em thì dùng cái loại Panasonic này thôi. Thì các bác nào mà chưa xây nhà hoặc là đang chuẩn bị xây nhà hoặc là nhà có con nhỏ mà muốn lắp cái loại này thì cũng nên lưu ý. À, lúc đầu em cứ nghĩ là sẽ mua về lắp vào xem nó chạy không thôi. Thì bây giờ em chưa lắp, chỉ là khui hộp thôi. Vừa để giới thiệu với các bác và vừa để gọi là có vấn đề gì đấy thì mình còn có cái video để mình feedback lại với bên bán hàng. Chẳng may nó không hoạt động, nó hỏng hóc gì thì đây là cái video bằng chứng. Còn về có nên tự mua về lắp hay không thì em nghĩ là cái này lắp cũng đơn giản thôi. Đơn giản. Nên em bản thân em tự mua về em lắp được. Còn ví dụ như nhà các anh các chị các bác mà ngại đụng vào điện, ngại đụng điện hoặc mình chưa có nhiều kiến thức ấy, mình hoang mang thì mình nên gọi thợ về để người ta đấu cho nó chuẩn hơn, bởi vì cái này nó liên quan đến vấn đề vật lý. Ngày xưa em học vật lý ngu lắm các bác ạ, nhưng mà hiện tại thì em cũng tìm hiểu biết được một chút cách để đấu cái này rồi nên em về tự đấu. Còn gọi thợ thì cái nhỏ nhặt này nó cũng không đáng là bao, với lại cái này mình làm được mà, cái gì mình làm được thì mình làm thôi. Thì ví dụ như cái này em thấy là nếu mà hệ thống dây điện nhà các bác mới thì chắc chắn là lắp thôi. Còn những nhiều cái hệ thống dây điện của nhà cũ ấy, mà lắp từ thời lâu lâu rồi ấy, ngày sửa ngày xưa rồi ấy, thì lắp vào chưa chắc nó đã dùng được đâu. Bởi vì em ví dụ như trong cái hệ thống điện nhà các bác nó chỉ hơi rò ra một rò rỉ một tí thôi thì lắp cái này vào lập tức nó sập xuống rồi, nó không dùng được, lại phải đi kiểm tra lại toàn bộ các dây điện trong nhà. Thì nếu dây điện trong nhà của bác chuẩn, không bị rò rỉ gì, còn mới nguyên, nói chung đang dùng bình thường đấy, còn mới nguyên mà đi hệ thống dây điện nó ổn thì mình cứ tự mua về lắp thôi. Còn nếu mà mua về lắp mà
bật cái cầu dao lên mà tự nó sập xuống thì lại phải đi kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống đường dây điện trong nhà thôi. Ok, rồi bây giờ em sẽ đi lắp cái này nhé. Nếu mà lần sau em ra tiếp video nữa thì chứng tỏ là em đã tự lắp, mua về tự lắp được thành công. Còn nếu mà em không ra được video nữa thì các bác biết là thế nào rồi đấy. Đây các bác ơi, em giới thiệu về cái hộp công tơ tổng của nhà em. Nhà em cũng vừa mới làm thôi, nhưng mà giá mà em xem được những cái video bổ ích này trước thì có khi em sẽ thiết kế, hoặc là sẽ gọi là gì nhỉ, thuê một cái thợ nào tay nghề nó tốt hơn. Đấy, thợ quê thôi nên là cũng giới hạn thôi. Đây là cái dây điện tổng vào đây. Bác nhìn dây điện tổng vào này. Đấy. Đấy, dây điện tổng xong lại đi xuống đây, nhà em có hai cái MCB đây. MCB như ngoại em nói đấy, nó chống quá tải, chống ngắn mạch đấy. Đây, đây là cái mạch điện nó ký hiệu đây. Thì cái con này là C40 thì nó chịu được 40A đây. Đây, C32 là 32A này. Cái này thì em không rõ đâu, các bác thợ điện các bác mới biết, còn mình xem mình biết sơ đấy thôi. Thì bây giờ em sẽ thay thế hai con này. Hai con này nó chỉ là chống quá tải, chống ngắn mạch thôi. Đây là tầng 1, đây là tầng 2. Thì em sẽ thay thế hai cái này. Thì mình sẽ thay bằng con Panasonic này. Cái này Panasonic thì em cũng đã chọn cái con có ký hiệu C40 đây này. Nó tương đồng. Nói chung là nếu các bác mà mua về tự lắp thì cũng biết về vật lý, ngày xưa học giỏi vật lý thì ngon. Mình vẽ sơ đồ ra rồi mình lắp thì ngon, còn mình không biết gì về vật lý thì mình cứ tham khảo thêm nhiều các video ở đây, ví dụ như các ký hiệu của nó, nếu C40 thì mình nên mua lại C40 để tương đương. C32 các thứ này thì em mua hai cái C40 luôn đấy. Còn các bác nào điện điếc vào xem biết hơn thì các bác comment bên dưới hướng dẫn thêm cho em nhé. Đấy, nhà em chỉ có hai tầng thôi, thì có tầng 1, tầng 2 đây. Mà đây đấy, tầng 2 nhá. Tầng 2 nhà em này các bác ạ. Các bác thợ điện ạ. Các bác tầng 2 nhà em cái này nó đấu C32. Xong em thấy lên tầng 2 lại thấy một cái át riêng nữa của cả tầng mà lại là C40, em không hiểu là đấu thế thì hợp lý hay không. Nó có đúng hay không? Tầng 1 thì nó chỉ có một cái này thôi, đóng này là đóng hết. Tầng 2 thì đóng này đóng hết, nhưng lên lại có thêm lại còn đấu từ cái át này lại, từ cái át tomat này lại đấu thêm một át tomat C40 nữa để lên tầng 2 có thể tự cắt trên tầng 2 được. Mà mấy cái này thì em không biết là đấu thế có chuẩn không, nhưng thôi cái đấy thì em không chuyên nên là em chỉ thay thế hai con này thôi, còn có hoạt động được hay không thì các đợi em đấu xong nữa nhá. Đấy, cơ bản thì về mặt điện của nhà em nó cũng thế này thôi, nhưng mà đấu cái automat của bên Panasonic này thì họ yêu cầu đúng dây 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 nóng và dây nguội, mình phải xác định. Thì để xác định dây nóng và dây nguội thì mình cần cái bút thử điện đây. Cần cái bút thử điện đấy, như ngày em mà cái dây bên dây đỏ này nó là cái dây nóng, còn dây trắng nó là dây nguội. Thì các bác thường em thấy các bác thợ điện cũng hay đấu thế, dây đỏ dây đen thì người ta đấu ở bên nóng, còn bên cái dây màu trắng hoặc là dây màu khác thì người ta sẽ đấu ở bên nguội, thì các bác dễ phân biệt rồi. Còn các bác nào mà không biết về màu dây hoặc là chưa biết nhà mình dùng cái dây nóng là dây nào thì cứ lấy bút thử điện nhé. Thì cứ bút thử điện này cứ chọc vào bên nào mà màu đỏ, bên nào nó đỏ lửa lên này thì nó là dây nóng nhá. Thì mình đấu theo hướng dẫn của cái nhà bán cái linh kiện này. Ok, giờ em đấu lại đã. Đây các bác nhá, các bác nhìn kỹ cái con này nhá. Đây, cái mạch của nó là cái mạch RCBO đây. Đấy, các bác có thể chụp lại cái ảnh này để tìm. Thì cái con RCBO này nó là C40 là 40A đấy. Này, em không biết là cái gì. Dòng dò 30A đây này. Em thấy các cái video trên mạng người ta nói 30mA là cái dòng dò, ví dụ như bị dò hay là bị gì đấy mà lên đến 30mA là nó sẽ tự đóng xuống này. Và thời gian của nó là không
dưới 0,1 giây này này, tức là vừa giật cái là nó đóng luôn. Đây, chạy chạy dòng điện 240V này, này. Đây là tên là gì? Chắc là mã số của cái này. Thì các bác chỉ cần chú ý cái chữ N ở đây này. N ở đây. Thì mình đấu vào dây dây nguội. Tức là dây trung tính đấy. Đây, dưới N cũng là đấu vào dây nguội. Thì cái dây đầu vào từ áp tổng đấy. Em sẽ đấu bên trên này. Còn từ bên dưới này thì đi ra vào các cái hệ thống trong gia đình. Kiểu kiểu đấy. Em sẽ đấu kiểu đấy. Thì tại sao em lại mua cái RCBO này? À, bởi vì nó cũng có một cái chống giật nữa là RCCB. RCCB ấy. Thì ví dụ như cái mạch nhà em đây nó có cái con MCB rồi, thì em chỉ cần mua một cái con RCCB em đấu bên cạnh này nữa thôi, thì nó vừa chống quá tải ngắn mạch mà lại vừa chống dò điện. Nhưng mà đấu ở đây thì thêm hai cái cục nữa ở đây, thêm hai cục nữa ở đây trông rất là to cồng kềnh. Thì em mua cái con RCBO này. Đây, con RCBO này này, nó thay thế được cho cả hai con MCB và RCCB. Đấy, thì các bác nào mà nhà đã có cái con MCB như của nhà em đây thì các bác có thể mua thêm con RCCB lắp vào thì nó cũng bằng cái con RCBO này. Nhưng mà hiện tại em không thích cồng kềnh, không thích dây điện lằng ngoằng thì em mua luôn con RCBO. RCBO các bác nha. Trước khi thay thế thì mình nhớ đóng cái áp tổng này xuống nha. Đấy, khi mình đóng áp tổng đấy thì ok, à, mình sờ hoàn toàn vào cái bọn bên dưới này sẽ không giật nữa. Ở nhà bác nào không áp tổng thì cứ bác thang ra ngoài cột điện mà ngắt áp xuống là xong. Mình phải đảm bảo an toàn. Đấy, phải đảm bảo an toàn trước khi mình làm. Thì đấy, vì em cũng chẳng hiểu lắm về các cái mạch điện đúng sai nào nên cứ cái dây nào mà nó đấu như nào thì tí nữa em chuyển sang em sẽ đấu y như vậy. Ví dụ như cái dây trắng đỏ này mà nó vào con 1 này thì tí em lấy con 1 kia em đấu vào trên dưới em đấu như vậy. Cái dây từ trên automat tổng nhá. Đây, hai dây trắng đỏ các bác nhìn cho các bác biết thừa đúng không? Nó lại đi vào bên át của tầng 1 này, xong nó câu dây sang át tầng 2. Đấy, còn bên dưới này thì tầng 1 đi vào tầng 1, xong là tầng 2 đi vào tầng 2. Ok, thấy em thấy nó đơn giản đấy, chắc là ổn đấy nhỉ. À mà các bác ơi, em nói chuyện nãy giờ chắc các bác cũng tưởng em chê thợ quê lắm, nhưng mà thực sự thì cái ông thợ làm cho em thì em cảm thấy không ưng ý lắm, bởi vì em vừa mới kia, hôm trước em mới kiểm tra tại vì cái bóng đèn led nhà em. Đây đây, vào xem bóng đèn led. Đây, bóng đèn led nhà em ấy, tức là ban đêm ấy, khi mà bật sáng thì nó sáng thôi, mà lúc tắt đi ấy, thì cái bóng đèn led này vẫn sáng mờ mờ. Đấy, nó vẫn sáng mờ mờ, ánh sáng của nó không phải là sáng quắc sáng gắt, nhưng mà nó vẫn cứ mờ mờ sáng kiểu như đèn ngủ ấy. Đấy, thì em mới lên mạng em tìm hiểu hay là cái loại bóng đèn led này nó như thế. Thế là em search ra thì hóa ra là mình đấu sai cái cực nóng với cực lạnh, cực nóng với cực nguội, dây đỏ dây trắng ấy. Ông ấy từ em ra đo ngay cái tổng này thì em thay đổi lại thì nó khác. Tức là cái ông thợ đấy ông ấy đấu nóng nguội, nó đấu sai nên đâm ra nó có hiện tượng như thế. Thì sau khi em ra cái áp tổng thì em đổi lại hai cái dây trắng đỏ lại cho nhau thì em thử lại thì đúng là khi tắt đèn thì nó sẽ không còn hiện tượng sáng mờ mờ ấy nữa. Thì các bác nào mà nhà có bóng đèn led ấy, bóng đèn led nhá, không phải bóng đèn sợi đốt đâu nhá, bóng đèn led, bóng tít led đây này, mà tắt hết đi mà nó vẫn sáng mờ mờ là mình phải xem lại cái dây nguồn cấp vào nó có đúng chiều L N không. Không thì mình lại phải đổi lại dây. Thì đấu xa dây thì nó vẫn sáng thôi, nó vẫn dùng bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến các cái thiết bị điện của mình về lâu về dài. Bởi vì khi mình cấp như thế, mình tắt cái
cái công tắc đi thì khi mình tắt rồi vẫn có dòng điện nó chạy vào các cái thiết bị điện đấy, thì về lâu về dài nó sẽ không được bền. Còn khi mình đấu đúng LN rồi thì mình tắt là tắt hẳn, không còn dòng điện ở đấy nữa. Đấy, thì em biết là vậy. Thì các bạn mà tự đấu nối ở nhà nhớ vặn ốc để cứng tay một chút nhá, làm sao mà mình lay lay này nó không bị tuột ra được, nên vặn lỏng quá lay tuột ra này cũng nguy hiểm. Đánh số thứ tự rồi nên cứ thế mà lắp vào thôi. Là video này chắc là mấy bác thợ điện vào nhìn chắc là bịt mồm cười đi ra. Nhưng mà mình cũng làm bởi vì mình thích chia sẻ. Cái này nó hay, nó cũng rất cần thiết cho những cái gia đình nào mà có đàn ông trong nhà mà muốn tự làm. Này, đàn bà cũng làm được, cần gì đàn ông. Nói chung là chưa cần thiết phải gọi đến các cái bác thợ điện và làm cái gì. Bác thợ điện này cứ đi nhận các cái gói thầu khác đi. Mấy cái này vào chắc các bác lấy công đắt thì lấy công rẻ quá không bỏ, mà lấy công đắt thì cũng ngại. Bất công gọi vào thôi thì mình tự làm tự biết. Đây, cái hai một thì câu cho cái hai. Em thấy nhiều bác làm video chia sẻ hay lắm, thậm chí là xem hết các video của các bác, có khi mẹ đi làm thay công việc điện nước cho các bác được luôn, thành cái nghề của mình luôn nhỉ. Có khi nào không nhỉ, khi nào mà sau này già quá thất nghiệp quá lại đổi nghề, tự nhiên lại thành thêm một cái nghề nữa. Chết, làm thế chết, ngày vơ hết tiền tiền hạ chết. Nghề nào người ta làm nghề đấy, chứ mình nghề gì thì mình làm chuyên nghề đấy, đúng không các bác? Nhà em nói thật chứ các bác, em xây nhà này xong là cũng hết tiền. Chính vì hết tiền nên là cái lúc mà đi thuê thợ làm ấy, thì toàn chọn những đội thợ nó vừa phải thôi. Gọi hẳn ra là gọi thợ rẻ đi. Thợ rẻ làm sao mình yêu cầu cao được.
đấu vào cho nhà mình làm hoạt động là được rồi, còn không yêu cầu cao như kiểu là các cái đội thợ khác đâu, tiền nào của đấy mà các bác. Đội thợ mà tiền cao không những là làm hoạt động mà còn phải đẹp cơ, dây dợ đi đẹp đấy. Thôi tiền thì tự học tự sửa tự khắc phục lại, sau này có tiền thì khắc phục lại, tự làm lại được. Ok chưa? Rồi. Đấy. Có 5 phút rồi các bạn ạ. Mua về thay có 5 phút thôi. Nhưng bây giờ là em sẽ đến cái đoạn gọi là cực kỳ run. Đấy là mình sẽ đóng cái công tắc này. Không biết còn có video sau không hay sao, quả đóng công tắc này nó làm cái ấy. Đóng át tổng đấy nha. Ai điện chưa? Rồi nháy đỏ rồi. Đóng át tầng 1 này. À kêu rồi các bác ạ. Em thấy tít cái rồi. Át tầng 2 này. À đấy. Ôi. Và hết cả mồ hôi. Đấy. Thế là tạm ổn rồi. Cũng đơn giản nhỉ các bác nhỉ. Ôi, ngày mà đi kiếm tiền thì cũng dễ nhỉ. À, đây nhá, giới thiệu với các bác đây là các cái nút mà để test nhá. Test cái khả năng chống dòng dò, chống giật của nó mà. Khi mà mình ấn cái nút này này thì nó sẽ tạo lên cái dòng dò điện này. Nếu mà cái áp này nó đóng xuống là hoạt động tốt, còn nếu mà nó ấn cái nút này mà áp nó vẫn còn nguyên như này ấy, nó không đóng xuống ấy, thì chứng tỏ là cái đấy bị hỏng, phải thay nhá. Đây ví dụ mình ấn thử xem nào. Tầng 2 này. Đấy. Đó. Thì chứng tỏ là cái này đang hoạt động tốt. Rồi, ok. Thì mỗi tháng thì nhà sản xuất người ta khuyến cáo mỗi tháng các bác ra ấn cái nút này một lần để xem nó nhảy đúng không? Nó nhảy xuống là yên tâm, hoạt động tốt. Cái này sau khi lắp xong này thì mình sẽ an tâm hơn để sử dụng điện, nhưng mà vẫn phải cẩn thận nhé. Chứ không phải lắp xong này rồi mình cứ gọi là lấy que đũa mình nghịch, mình chọc vào ổ điện là không ổn đâu. Bởi vì chẳng may ra nó lâu ngày nó hỏng mình lại tèo. Cái này lắp vào mục đích bảo vệ cho mình, cũng để mình an tâm hơn, nhưng mình vẫn phải cẩn thận trong cái quá trình mình dùng cái thiết bị điện gia đình. Ok các bạn nhá. Thì cái video này thì ok, em chỉ làm thế thôi, nghiệp dư chỉ thế thôi. À, quay cho các bác, tiện thể giới thiệu với các bác mấy cái cây chậu cây cảnh nhà em mới mua, khổ lắm, có nhà mới bắt đầu nó bày vẽ ra đấy, vợ nhà em đấy nó bày vẽ ra, lại mình lại chuẩn bị mà mấy cái con mụ vợ nhá, nó mua mấy cây về xong nó vứt vứt ở đây héo khô gần chết, thế em lại phải lên mạng em search xem cách chăm cây lấy cây gì, cách chăm thế nào, bón tưới nào, cuối cùng lại ở nhà chăm cây, sáng tưới lần, tưới cối lần. Đấy, nó mua mấy cây này cũng đắt tiền lắm đấy các bác ạ. À, toàn 200-300 một cái cây đây. Thế mà chả chịu tìm hiểu mà chăm sóc, cứ vất ở đấy, nghĩ là nó tự sống được chắc. Ôi, mệt.